Thưa quý vị và các bạn, các loại rau còn là những dược liệu quý rẻ tiền mà chúng ta cần biết và tận dụng để bảo vệ sức khỏe cho mình như cây rau cần sau đây. Tôi xin giới thiệu cái bài thuốc rau cần gồm có hai cái nguyên liệu chính, đó là rau cần và quả táo tàu. Rau cần là 10 cây, quả táo tàu là 10 quả. Thì cái rau cần này rửa sạch cắt ngắn, rồi quả táo rửa sạch và cho vào cái nồi đổ khoảng 1 lít nước, nấu lại còn khoảng nửa lít là chia làm 2 lần uống trong ngày. Thì bài thuốc này nó có tác dụng là làm hạ huyết áp và cân bằng gan, nó sẽ giúp nâng cái sức đề kháng cơ thể con người. Cái nước rau cần mà uống vắt cái nước cốt, nấu cho ít đường, uống thay nước trà thì nó sẽ hỗ trợ trong điều trị viêm khớp tay khớp chân, hỗ trợ trong điều trị bệnh lý tiểu đường, bệnh đái tháo đường. Thì cái cách dùng là cần tây khoảng 500g, rửa sạch vò nát, nấu ép lấy nước uống ngày 2 lần hoặc là uống liên tục thay trà, thì cái nó có tác dụng là hỗ trợ trong điều trị cái bệnh lý đái tháo đường. Người bệnh mất ngủ thì rau cần thì khoảng 90g, toàn táo nhân, tức là cái hạt của cái quả táo thì gọi là toàn táo nhân, là 9g. Hai cái vị thuốc này mình nấu uống thì giúp cho bệnh nhân dễ ngủ. Sản phụ mà xanh hay đau bụng thì cần tây là khoảng độ 100g, là mình nấu chung với đường đỏ với ít rượu uống thì hỗ trợ trong cái nó làm ấm tỳ vị, nó ấm bụng cho nên là giảm đau. Bị đau đầu thì cây rau cần cả rễ rửa sạch, vò nát rồi đem tráng với lại cái quả trứng gà thì ăn làm 2 lần trong ngày. Bệnh nhân ho lâu ngày thì cần tây cả rễ rửa sạch khoảng 500g, rửa sạch vò nát, nấu thêm ít muối rồi chia làm 2 lần uống sáng chiều trong ngày. Bệnh viêm gan mãn tính, đi đái ra máu thì rau cần tư khoảng 200g, rửa sạch vò nát, ép lấy nước, cho thêm 500g mật ong trộn đều, nấu sôi lên để nguội, còn ấm ấm là uống ngày 2 lần, dùng liên tục trong nhiều ngày. Đối với bệnh nhân bị viêm gan, các bệnh lý về gan thì rau cần này nó cũng hỗ trợ tốt. Rau cần xào với thịt thì nó sẽ kiện tỳ vị, và nó làm tăng cường sức khỏe, phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, đặc biệt là những cái bệnh lý về viêm gan siêu vi. Do rau cần nó có cái tính hạ áp, nó làm giãn mạch, cho nên là những người bị huyết áp thấp, những người huyết áp tụt huyết áp thì không nên dùng. Trong các loại rau sử dụng ăn hàng ngày là nguyên liệu dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, cần tây còn lại rất giàu dược tính nên còn là thuốc chữa bệnh. Và theo tài liệu nghiên cứu y học, rau cần có butyrocomaprin. Nếu để lâu quá 3 tuần trong tủ lạnh, chất này sẽ tăng gấp 2,5 lần. Nếu ăn sẽ bị độc. Do đó không nên để rau cần tây trong tủ lạnh nhiều ngày để an toàn trong sử dụng. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con,
và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.